Bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh của Những Ngón Tay Đan Radio trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan Radio. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất cứ chương trình phát thanh nào của Những Ngón Tay Đan Radio nhé. Những Ngón Tay Đan, đan tay cùng cảm xúc. Cũng chỉ là vài chiếc lá nhẹ rơi làm ta thấy cả bầu trời hiu quạnh. Bạn thân mến, guồng quay của cuộc sống đã khiến chúng ta phải tất bật lo toan mọi thứ. Áp lực ư, mệt mỏi ư, tất cả đang đè nặng lên đôi cánh nhỏ bé này. Đôi lúc, trong một khoảnh khắc nào đó, lòng ta lại lắng động, suy nghĩ về bản thân và nhìn nhận cuộc sống mà mình đang dần bước qua. Ta cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ thường. Nhưng bạn ơi, suy nghĩ chính là kẻ thù của chính mình. Vậy thì tại sao chúng ta cứ bận tâm suy nghĩ nhiều đến thế? Hãy cứ vui lên vì cuộc đời cho phép. Hãy cứ sống hết mình, như thể ta chỉ còn một ngày để sống. Tác giả Khải Tuấn cũng đã truyền tải cảm xúc ấy qua bài viết Đừng Buồn Nữa, Tôi Ơi. Mời các bạn cùng theo dõi những dòng văn ấy qua giọng đọc Nguyễn Vàng được phát trên Những Ngón Tay Đan Radio. Thời gian trôi rất nhanh, thoát cái đã hết một khoảng đời người. Chưa bao giờ đủ thời gian để làm những gì chúng ta muốn. Không có đủ thời gian để ở cạnh những người mình yêu thương. Vậy làm sao có đủ thời gian để ngẫm nghĩ buồn chán? Thỉnh thoảng mình cũng có cảm giác buồn và chán chường, một cảm giác trống trải và chẳng biết những gì mình đang làm, những mong muốn bản thân rốt cuộc thì nhận lại được gì. Mình luôn tự hỏi bản thân và thường mường tượng về chính mình. Nếu khi mình đã đạt được những thứ mình mong muốn mà lòng thì vẫn còn trống trải, chẳng có một sự bình yên nào, thì đổi lại nó chẳng còn ý nghĩa chi nữa. Khi còn sống, người ta ai cũng luôn có nhu cầu để khẳng định bản thân mình với người khác. Họ cố gắng học lấy được điểm cao, cố gắng nỗ lực để thực hiện ước mơ, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng cô đơn trống trải. Thậm chí đôi khi chúng ta cũng đang lừa dối chính mình rất nhiều thứ, mọi thứ rất ổn và vui. Cái chúng ta cần là được bình yên từ bên trong, chứ không phải là những gì đang diễn ra bên ngoài để hài lòng người khác. Khi chúng ta biết hướng nội, dành thời gian để ngẫm nghĩ lại con người mình, rồi tự khắc phục những gì mình suy nghĩ, những sai lầm nào đã khiến ta trống trải và cô đơn. Và trở thành con người như hôm nay thì ta sẽ nhận được ra nan đề của chính mình. Và trước hết là ta hãy tìm lại con người của mình trước đây là một con người thật, không bị sao nhãng, không bị vướng bận định kiến của mọi người. Tức là trở về quá khứ để so sánh lại bản thân của hiện tại. Mình nhận ra rằng kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là suy nghĩ của mình. Chính những suy nghĩ đã vẽ một màu rất buồn chán, không được yên vui, nó như một đứa trẻ thích chạy nhảy, khóc la rồi lại cười đùa. Khi nào chúng ta cảm thấy buồn thì hãy ý thức được rằng nó chẳng qua chỉ là một cảm giác. Hãy thay đổi suy nghĩ thì cảm giác đó sẽ dần thay đổi. Chúng ta đều biết ngày sinh nhật của mình, nhưng chẳng ai biết được ngày về với vĩnh hằng. Chính vì thế, hãy làm chủ suy nghĩ của bản thân, hãy yêu chính mình, hãy luôn vui vẻ và thật vui vẻ. Đời người ngắn ngủi, hãy tận hưởng giây phút hiện tại. Đừng sống quá lý trí mà hãy dùng con tim để cảm nhận được nhiều thứ hơn. Hãy sử dụng con tim để thoát khỏi mọi sự kiểm soát của tâm trí, nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Chỉ khi nào ta biết sống, biết cảm nhận bằng con tim nhiều hơn. Bạn thân mến, bạn chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng có nhiều cách để nghĩ. Thời gian của bạn là có hạn, đừng lãng phí để sống một cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc kẹt vào những giáo điều. Sống dựa trên các kết quả từ suy nghĩ của người khác. Đừng để sự ồn ào từ ý kiến của người khác nhấn chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng hơn hết, hãy có can đảm để đi theo trái tim và trực giác của chính mình. Bằng cách nào đó, chúng biết được những gì bạn thực sự muốn. Tất cả mọi điều khác chỉ là thứ yếu. Thank you.
Nếu các bạn yêu thích chương trình Những Ngón Tay Đang Radio, hãy nhấn like, share và để lại lời bình luận ý kiến của các bạn ở bên dưới. Hoặc có thể gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn về địa chỉ Gmail những ngón tay đang 042020@gmail.com. Những bài viết sáng tác của các bạn sẽ được biên tập và phát sóng trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đang Radio. Nhớ bấm đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào nhé. Và đừng quên tương tác với chúng tôi qua group Những Ngón Tay Đang và fanpage Những Ngón Tay Đang Radio nhé. Những Ngón Tay Đang tay cùng cảm xúc.